đã thế là phải quay video để làm chứng. Làm chứng cái gì? Đây nha mọi người nha, hôm nay mình hai vợ chồng đang đi làm. Hai vợ chồng đang đi làm nhưng mà trời mưa quá, mưa to. Đây. Nhưng mà hôm nay vợ mình nó bảo là mình không biết đánh bia. Anh làm gì biết chọc bia lỗ? Mày cái gì? Đi riêng lỗ nào anh chọc rồi? Được. Nhưng mà hôm nay đèo như nào anh sẽ đánh hết cái bàn này trong vòng 6 cơ. Nếu mà anh không thắng làm nào? Nếu anh thắng thì sẽ như nào? Nếu hết 6 cơ anh không thắng làm nào? Thì là kèo gì? Riêng buổi tối em thích sử dụng anh nặng được. Nhớ nha. Còn nếu nhớ chưa? Nếu anh thắng. Nếu anh thắng muốn nào cũng được. Nếu anh thắng thì trong một tuần là trong buổi tối anh được ngủ riêng, anh được quyết định thế nào cũng được. Thế là nếu mà anh thắng là tối đấy anh ngủ riêng đi. Ờ. Được. Trong một tuần. Được, ok. Đồng ý chưa? Nào, xếp bi. Rồi, ok. Có dài đâu để bắt chiến đấu vụ này thì quyền này nhá, em nói cho anh biết nhá, quay video lại rồi nhá, đừng mà đến lúc thua đừng mà lật kéo không bảo anh. Làm như chuyện là đưa đây uy tín là phải quay rõ ràng như này đây. Rõ gì? Nào em nói hẳn hoi đi, là anh thắng thì như nào, đưa im, làm bằng chứng. Nào nếu mà anh thắng, cho một tuần ngủ riêng. Không, trong buổi, có nghĩa là những buổi đêm là trong một tuần anh thích làm gì được. Được. Nhớ chưa? Còn nếu mà anh thua thì thế là gì cũng được đúng không? Làm gì được. Nhớ nhá. Nào quay để xếp bài. Ăn là gặp ở đâu ăn đấy nhá. Gặp đâu ăn đấy. Trong vòng 6 cơ mà không hết bàn thì là anh thua. Thua chắc. Con gái nào? Má. Cũng cho ba phát. Ok. Không được đâu. Không được đâu. Bắt đầu trận đấu. Cơ đầu tiên không tính nhá. Cơ khóa không tính. Được. Ghê. Họ. Họ à? Trượt này, trượt này. Thì quên xin tử lên phải. Một con. Hai con. Họ. Quay hẳn hoi nha. Không biết đừng bắn lòi. Chết rồi là có cái đoàn quân nó cổ vũ cho bên mọi nhà gái này. Này khác, sao cứ bán đi. Con cổ vũ ăn kìa, đội quân kia nó cổ vũ cho mọi nhà gái rồi. Đúng rồi. Ngoài đó để thua đi chứ gì nữa. Thua. Đừng vào này. Đừng vào này. Hết bàn luôn. Đây là cháu vào luôn. Đúng. Vào. Đừng vào này, đừng vào này. Hó. Ghê. Tớ. Cái gì? Thua đi. Thua cái gì mà thua? Tờ tờ. Sao lại từ từ? Thế sao không bắn quả nào cũng vào lỗ là nào à? Quay rồi không có chuyện nuốt kèo được. Thôi. Còn ai đuổi gì mà đòi hành hạ tôi nữa. Hả? Im không? Im thì quay à thôi. Chơi đỏ mà. Chết rồi. Tịt rồi. Vừa đánh thì vừa có thằng Dung của thằng trên rồi. Một. Cơ thứ hai. Hồ tiếp đi. Bắt đầu đến cơ thứ hai. Cơ thứ hai trượt đừng tiếp vào, à. Đừng vào. Trượt đây, trượt đây, trượt đây. Trượt. Mày Dung anh á, à mày Dung bác á. Hồ. Thôi đi nào. Mày chỉ dọa bác á. Đừng chơi cái. Khoan, sao bắn lỗ có phát nào cũng vào à nào? Ôi giời, cái lỗ này, cái lỗ khó hơn nên bắn còn vào, cái lỗ này là gì? Đừng, đừng vào, chưa đây, chưa đây, chưa. Đừng, thôi chết rồi. Một, hai rồi. Hai. Bắt đầu đến cơ thứ hai phát. Cơ thứ ba. Chưa đây, chưa đây. Ôi, thôi chết rồi. Ba. Thôi chịu khó tới ngủ vậy nhá.
Tại sao nó lại nghe? Nó cứ trồi lỗ để im xem nào. Đánh đoàn hoàng đi, lịch sự đi. 3 vào. Không vào à. 4 hỏng à. Đừng vào à. Chuột à? Ừ. Chết rồi. Đánh con nào giờ vô đi. Đây, bác đánh con 15 thẳng lỗ. Con 15 thì nó hơi bị dao găm. Mày làm gì biết con 15 thẳng lỗ? Mày cổ vũ bá là cổ vui, cổ vũ bác làm gì? Cháu. Sau đây sẽ là màn là cân kinh điển. Ai dạ. Chưa đây, không. Chuột à, tôi chết rồi. 5 Cô này cô thứ 4 chưa? 5 5 rồi, cãi gì? Rồi, cô thứ 5, không bác có làm gì chưa nhỉ? Bác chưa lịch sự. Chỉnh cô Lan mới chưa đẻo thôi. Chuyện đây nghe mà. Bác cãi cho quần rồi. Nghe đây mà. Chuyện đây. Đấy nè. Lên. Ôi, cái chết rồi. Chào tạm biệt nha. Cô này hết bàn rồi. Chả bắt cái gì? Trượt à? Trượt. Còn một phát nữa thôi. Trượt đi. Trượt á? Xuống. Họ tại cây cọ Sơn Nam. Tôi chết rồi, lên. Lên đâu? Đâu? Đây còn mất con bà. Ép rồi vua ơi. Ôi trời ơi, bắt tay gái này. 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 Máu cơ không còn cơ nào nha. Một tuần là ngủ riêng, đây là người ta thích làm gì làm đấy. Đi hát được. Cái gì? Thế một tuần là riêng buổi tối là người ta làm cái gì thì làm chứ. Video đã nói đoàn hoàng lịch sự thế rồi, chuẩn từng câu từng chữ đây, không phải con đây không thể nói phét được. Đi hát mới kìa. Chả biết là đi hát hả? Đâu cả. Đi hát với Bình à? Cứ một tuần là không có người ta thích làm gì làm chứ buổi tối. Sao? Đây sao rồi, đây. Thế sao lại muốn ngủ riêng là nào? Bây giờ một tuần là thắng rồi đúng không? À. Cái thắng rồi thì cứ như lời hứa thôi đúng không? Để con xem thái độ như nào đó. Thái độ gì nữa, thắng rồi thì thái độ gì? Không, để con xem thái độ như nào đó. Đúng thắng không con gái? Bác Vũ. Ơi. Bác đầu tiên á. Như nào? Bác đấm cô Lan tí mắt đúng không? Đấy. Nhà nó phải có chóp đúng không? Đẳng cấp như thế. Vào. Cô bị đấm thì rất là hả? Thôi nha, tắt video nha. Chơi lịch sự nha. Không, để xem thái độ như nào nha. Thái độ thì người ta thắng rồi, thái độ gì? Thắng cái gì? Không chơi ván nữa, chơi một ván thôi. Đánh một ván thì tí nữa là người ta thua đấy thì làm nào? Đây, em thử, em trong làm ván. Không làm ván, em thử bắn phát này đi sao? Không. Bắn bia thì làm ván á. Bắn thì chả biết bắn, người ta biết bắn thì để. Nào. Có bắn không? Thôi tắt đi. Tắt nhưng mà để nó phải đoàn hoàng. Thái độ như nào á? Chả có thái độ gì cả, thắng thái rồi thái độ gì? Thì tối có đừng cùng. Không. Để chơi nó lịch sự đi nha. Lịch sự. Để thằng này nó mày muốn bệnh không? Về hè. Đây, chào mọi người đây. Chào tất cả mọi người nhá. Em chào mọi người nhá, đấy, kèo độ, trình độ nó phải đẳng cấp rồi. Không, nhưng mà vẫn phải xem thái độ như nào đó. Nghe chưa? Thôi được rồi, mọi bỏ được rồi, thái độ gì, chơi thua nó phải đồng hoàng. Nào, sắp đi lên làm bán. Chào biết rồi. Trời, rất đẳng. Nhưng mà không sao, em thắng rồi. Đây, gà dây đây. Dậy gà dây đánh bia. Ai dạ. Tiếp tục. Nào đi lên đây thì bắn nào được. Bây giờ bắn con khác. Đánh khác lên bắn con sáu. Có biết được bắn đâu.
Không biết đường bắn à? Thôi nha. Thôi. Không biết đường bắn đâu. Thế nhưng mà kèo độ đã chuẩn rồi nha. Đây con này. Không. Về con xem thái độ như nào chứ. Chào mọi người luôn. Chào tất cả mọi người. Hello. Chào mọi người. Bye bye, chào mọi người nha. Nhìn quay quả này đánh cái này à? Không vào được đâu mà bắn hết cả đi ra ngoài. Đại lâu không có lơ, đại quả lạc. Trình độ nó phải tầm đấy, không vào. Thôi đi. Bye bye. Sao nó mưa biển đi vậy?